Trời sao lâu dữ vậy trời. Hẹn mấy giờ? Con người chuyên gia đi trễ. Tiền hiện nào rồi? Trời trời, không hiểu sao luôn á. Tôi hẹn con mấy giờ mà ông tới trễ vậy? Ủa thì nè, cái đồ này tôi phải đi mướn này. À mà cái bộ này là bà phải trả tiền nha, tôi không biết gì đâu á. Ừ, trả luôn. Không những trả tiền bộ đồ, tôi còn bao trà sữa ông ngán xỉu luôn á. Nè, bàn mà nó điêu ấy là bà sẽ mọc thêm một cục ve chó trên mặt đó. Ông im đi, tôi ghét chứ là ai nói hai cái từ đó trước mặt tôi nha. Ê khoan, tí xíu nữa mà hắn tới thì tôi là cái gì của ông? Bình thường, hàng xóm. Vậy ông là cái gì của tôi? Bà bị làm sao vậy? Thì hàng xóm nốt, chẳng lẽ ông lấy vợ tôi? Tôi chẳng cái điện thoại của ông á. Thôi, tôi với ông đang hẹn hò mà. Tôi đùa với bà thôi. Bà nghĩ tôi tổ lắm à? Thi ơi, Thi ơi, đi vô trong đi, đi vô trong đi. Trời ơi, đi xíu nữa cứ nhớ ra nha. Trời ơi, tôi ngờ bạn đến sớm để đợi tôi luôn á. Uống trà sữa gì? Trân châu bánh phân nha. Cảm ơn ông, nhưng mà thật ra tôi rất ghét trà sữa. Tôi đến đây là để thông báo cho ông biết một tin, đó chính là Winner. Xin giới thiệu với ông, đây là bạn trai tôi. Ngồi. Bà không cần phải thuê người làm bạn trai mình đâu. Dạ. Để lừa tôi á, không cần đâu. Tôi nói thiệt mà, ông không tin chứ gì. Bây giờ nha, tôi kêu gì là Winner làm đó cho ông coi á. Sao tôi tin được? Winner, nói, Thi xinh đẹp. Thi xinh đẹp. À, Như, ảnh mới khen tôi á. Nói lại, nói cái gì nhí trong họng vậy? Nói lại coi. Nói lại coi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi kêu ông nói lại là Việt Thi xinh đẹp. Việt Thi xinh đẹp. Đó chưa? Ông mới khen tôi đó. Nhưng mà tôi cũng nói được mà. Nhưng mà tôi không có thích ông nói. Tôi thích Winner nói à. Với lại Winner biết thả thính nha. Thả thính hơi bị giỏi luôn á. Winner, thính, thính đó. Thi, tôi ghét bà. Anh nhiều nó ghét bà kìa. Tại vì là bà luôn ở trong tâm trí của tôi. Ông thấy chưa, Winner rất là lãng mạn. Lúc nào tôi cũng ở trong tâm trí của ảnh hết trơn á. Bà đâu có gì hơn tôi đâu. Mỗi được cái cao ráo, đẹp trai, thả thính giỏi. Hơn tôi chứ không có gì quan trọng đâu. Nguyên cái phần đó là tôi ăn đứt ông rồi. Chia buồn với ông. Thôi, nhưng mà tôi thấy ông hợp với Kim hơn á. Gì? Tôi mà thích con nhỏ cọc cằn, thô lỗ, hở cái là đánh nhau đầu gấu vậy hả? Còn lâu tôi mới thích. Nhưng mà nếu như mà một người con gái thích ông á, thì tôi chắc chắn luôn á là họ sẽ chịu thay đổi với ông mà. Trời ơi, nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Ok, thế thôi để tôi lấy clip này đăng lên Facebook cho con nhỏ Kim nó xấu hổ chơi. Nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Ơi, ông làm vậy có giải quyết được gì đâu. Thì có chứ. Gậy ông đập lưng ông. Bây giờ chẳng phải con nhỏ Kim nó định dùng chiêu này cho bà sao? Bây giờ nó là nhân vật chính, cho nó thử hiểu cái cảm giác bị bắt nạt như thế nào. Thôi. Tại tôi thấy cả trường á, ai cũng biết là anh Kim thích Lý lâu rồi. Với lại bây giờ mà để cho anh Kim nghe được Lý nó xấu vậy, lỡ nó sốc, xong rồi cái nó làm gì bậy bạ là sao? Gì bậy bạ ba? Tội nghiệp nó lắm. Mà bà thôi đi. Nó bắt nạt bà như thế mà bà còn thương cảm đó à? Thì tại vì ông nghĩ thử coi nha, dù gì cũng là bạn bè cùng lớp với nhau, gây gỗ với nhau là chuyện bình thường. Ê, từ từ đi. Từ từ nhá. Ê, sao hôm nay bà thùy mị quá vậy? Tôi thùy mũi đó giờ rồi. Thôi, để tôi đăng clip này trên. Thôi. Ủa, sao rồi? Đưa đây cho tôi đi. Để tôi gửi cái clip này riêng cho Kim cho.
Chứ lại ông không nghe Lý nói hả? Sao? Lý nói là nếu như mà Kim chịu thay đổi thì Lý sẽ thích Kim. Lúc đó thế nào Kim cũng quay qua làm chị em bạn gì với tôi. Trời ơi trời, không biết giờ mình hẹn ra đây xong rồi kêu giang hồ đánh hội đồng rồi nữa. Là lẹ quá. Anh hội đồng thiệt rồi. À, tôi đang định kiếm bà mà bà cũng tự dẫn sát tới. Lần này á tôi không bỏ lỡ cơ hội để xử bà đâu. Khoan. Lý nói với tôi là nếu như bà thay đổi Lý sẽ thích bà. Cái gì? Bà giỡn mặt với tôi hả? Lý nào? Không có. Có bằng chứng nè, bà coi đi. Nè. Nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Có thiệt không vậy? Trời ơi thiệt chứ, bằng chứng gần cạnh đây rồi, thiệt hay không thiệt gì nữa. Chính Nguyên là người quay cái clip này mà. Ê, vậy là tôi có cơ hội rồi đúng không? Nhưng mà chắc chắn á, bà với Lý không có gì đúng không? Trời ơi, có cái gì trước đó đâu mà không có gì lại có. Ê, vậy là tôi phải thay đổi. Tôi thay đổi sao? Bà giúp tôi đi. Nếu như bà giúp tôi á, thì bà sẽ trở thành bạn thân nhất của tôi. Tôi hứa với bà luôn, trong trường không ai dám đụng tới bà đâu. Giúp. Nhưng mà bà đừng có hung dữ quá nha. Bà mà hung dữ, không ai thích bà đâu. Hứa nha. Ê Lý. Sao? Có chuyện gì? Nói lẹ đi nha. Tôi không thích nói chuyện với tình địch đâu á. Nói gì vậy? Cái gì mà tình địch? Từ tình địch ấy chỉ dành cho người lớn thôi. Còn tụi mình vẫn còn đang học sinh mà. Học sinh? Tôi lớn rồi, tôi có quyền yêu đương chứ. Chung là hôm nay tôi đến đây không phải để nói ông chuyện này. Tôi có một người muốn gặp ông này. Ai vậy? Đây là người tôi muốn cho ông gặp này. Nói gì đi, rung quá. Chào Lý. Chào Lý. Hôm nay bạn chúng gì mà ăn mặc đẹp quá vậy? Đâu có đâu, thì Lý đã nói với Thi với lại Winner là nếu như Kim thay đổi thì Lý sẽ chấp nhận Kim. Thay đổi sẽ chấp nhận. Có mấy đứa ngốc mới tin tôi ha. Oh wow, Lý lật lọng luôn hả Lý? Sao ông lật lọng quá vậy? Ê, tôi có bằng chứng nè, trong cái điện thoại này nè nha. Chính tôi đã quay ở quán trà sữa đó. Ừ, ông cũng muốn coi không? Đưa ra. Ê này, ông định giật hả? Không có đâu. Đó, Lý đã nói rồi mà. Tại lúc đó trong lúc tức, tôi lỡ lời nói rồi mà. Nếu như mà ông không nhận tôi đăng cái clip này lên mạng xã hội không? Đúng đó. Đăng đi, tôi thích bà luôn á. Đăng đi, tạo scandal, thằng Lý này sẽ nổi tiếng. Trời, Lý. Lý có suy nghĩ trước khi nói không vậy? Còn lâu, tôi mới thích bà. Vừa học dở, vừa cọc cằn, thô lỗ. Hở cái đánh nhau, mà lại còn xấu xí nữa. Đứa nào chấp nhận bà? Cái gì? Ông có tin là tôi đấm vỡ bà đâu không? Ông Tòng nói chuyện với con gái vậy hả? Buông ra. Xin lỗi Kim ngay. Buông ra đi thì tôi xin lỗi. Ngay và liền. Còn lâu thì tao mới xin lỗi nó. Quýnh nó. Đừng có đuổi theo nữa. Kệ nó đi. Tôi không có thích tên xấu xa đó nữa đâu. Đúng rồi đó. Tôi thấy bây giờ á, chuyện yêu đương á mình cứ bỏ qua một bên đi. Bây giờ mình phải học. Chứ không thôi là ba mẹ mình sẽ buồn mình lắm á. Việt Thi nói đúng á. Tôi nghĩ là ở tuổi này bà đừng nên yêu đương gì cả. Cảm ơn Việt Thi, cảm ơn Winner nha. Từ nay á, Kim sẽ không thích Lý nữa. Mà Kim sẽ thích một người. Ủa ai? Ai ạ? Winner. Hả? Yêu quá chừng. Trời ơi, nhanh lên bà ơi. Tiệc sinh nhật sắp tới rồi đó. Bà lâu quá là tôi không chờ nữa đâu, nhanh lên. À biết rồi, chờ tí, sắp xong rồi nè. Đi, bà khác, tôi mặc đồ đẹp không? Trời ơi, bận đồ gì đâu mà giống cái gì vậy? Đẹp mà, trời ơi, giống người với giống vậy. Không phải, ý tôi là bà bận đồ gì đâu mà nó sến kinh khủng luôn á. Tôi thấy á, mà bộ đồ này mà dưới quê tôi được xưng là hot girl của dưới quê tôi rồi đó. Trời ơi, nói chung là thay đồ gấp cho tôi.
Nhìn bà bận đồ như bà ngoại tôi vậy. Tôi thấy có giống bà ngoại gì đâu. À, em chào chị. Con chào ngoại. Chị dắt ngoại qua đây chơi hả? À. Chị Thúy, sao chị mặc đồ giống bà ngoại quá vậy? Chị giống bà ngoại hả An? Chị là chị em mà chị giống bà ngoại hả An? Thôi, bây giờ nếu mà muốn đi ăn sinh nhật tôi á, thì bà phải thay đổi cách trang điểm, thay đổi cách ăn mặc. Không thôi là tôi không chơi với bà nữa. Nói chung là bà tự lo đi. Chờ tôi đi. Chị, em thấy chị cũng đâu có xấu đâu. Em chỉ thấy chị quê thôi à. Mà quê cũng là cái tội nha. Em càng nói chị càng bực bội á. Hay là mình nên bói chút tí xong hả ta? Nhưng mà bây giờ cho dù có xin tiền đi nữa thì chắc chú Tùng cũng không có cho nữa. Hình như con bé An nó có con heo. An! Dạ? Chị nghe nói em có con heo bự chà bá đúng không? Dạ đúng rồi đó. Em có con heo bự hơn chị luôn á. 1.000 đô lận á. Em cho chị mượn nha. Không, con heo này em để dành để mua búp bê. Em không cho hả? Không. Bây giờ em không cho chị mượn cũng được. Nhưng mà chị nhớ nhớ nha. Là hồi hôm bữa tự nhiên chị đang đứng ở ngoài á, xong rồi cái tự nhiên chị nghe một tiếng xoá thiệt là lớn. Cái tự nhiên chị chạy vô, xong rồi cái dĩa chú Tùng thích nó bể. Mà chị thì chị biết đứa nào làm. Chỉ có mình chị biết thôi. Chắc tầm 5 phút nữa chị sẽ đăng xì status trên Facebook rằng dĩa bể có gì vui. Thôi, chị đừng có nói ba Tùng, với lại chị cũng đừng có đăng lên Facebook nha. Để em cho chị mượn. Thấy chưa, thà em sớm như vậy chị đâu cần phải nói ra chi cho tốn công vậy. Lấy đi em. Dạ. Hay quá. Quá thì ơi. Thiệt là thông minh quá. Lâu dữ ta. Ấy. Sao? Thôi bây giờ chị thấy em tiếc con heo quá. Thôi em cứ giữ đi, 5 phút nữa status chuẩn bị. Thôi chị. Bây giờ là em muốn chị ra tay hay là em ra tay? Chị. Wow, vào rồi. Wow, rít rồi. Oh my. Wow, 500 ngàn âm phủ. Wow. Sao tự nhiên em nhiều tiền âm phủ dữ à An? Em đâu có nhiều tiền đâu. Bữa trước em đi học, em thấy cái đám ma, em thấy quá trời tiền luôn. Em lượm, em bỏ vô đây. Với lại Bình nói bỏ vô đây là sẽ hơn lắm đó. Công nhận em dễ dụ thiệt. Thôi giờ như vậy. Mấy cái tiền thiệt chị giữ. Còn mấy này thôi cho em lấy hơn. Thôi chị giữ đi, để em giữ mấy cái tiền kia cho. Không tới 10 ngàn nữa. Vậy để em giữ cho. Hello. Ê. À chị Vy. Cái đứa chị có mua chè nè, ăn chè không? Dạ. Ăn chè nha. Dạ. Ủa Bình đâu? Dạ, giày của Bình bị đứt. Ba Tùng dắt Bình đi mua giày rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi mấy chè mình ăn chè đi. Chè dạ. Chị mới mua nóng hổi luôn á. Thi, không thích ăn chè hả? Dạ. Chị Vy ơi, chị Thi còn tiền á. Cần tiền hả? Dạ. Cần tiền chứ. Dạ, em cần tiền để em có làm mới vừa làm mất dụng cụ học tập cho nên cần tiền để mua đồ dùng học tập á. Vậy hả? Dạ. Em cần nhiêu? Dạ em cần tới 300 lận. 300 ngàn hả? Trời đất ơi, sao không chịu nói. Đây nè. Nè giữ đi. Mua xong rồi còn dư tiền thì mua hết, mua gì mua không, uống trà sữa đồ đi ha. Dạ em cảm ơn chị. Ê, nhớ trả tôi nha. Dạ, trời ơi, em cuối tháng này em trả chị liền. Thôi ăn chè đi. Thấy chưa nè, bà coi nè, dễ thương không đó. Nhiều lắm nè. Ê, hình như đây là mẫu xong mới đúng không? Đúng rồi, tôi nghe nói là mắc lắm á. Ủa mà sao bà có tiền mà mua vậy? Nhà quê mà, bà ngoại mà, sao mà có tiền mua được? Đúng rồi,
bà sướng ra luôn á. Có ông chú làm bất động sản nè, tiêu tiền già có thỏa thích luôn. Ê, hay bà cho tôi á, mượn một ít tiền đi, tôi mua mấy cây son, mày mốt tôi trả. Thì cũng được, nhưng mà để tí xíu nữa đi, tại ngân hàng chưa tới cho nên tôi chưa rút tiền được. Ghê vợ ngân hàng đúng không? Tất nhiên rồi. Thi ơi! Thi ơi Thi! Chết chết, ngân hàng tới. Ủa sao bà phải quýnh lên vậy? Thì tại bà phải hiểu tôi đi. Thi ơi! Dạ dạ dạ. Thi. Dạ dạ. Chú Tùng đâu? À dạ chú Tùng, à chú Tùng đi làm mà chị. Ủa đi làm là sao? Ủa sao kêu chị qua đây mà đi làm? Em có gì kỳ vậy trời? À, khoan khoan chị Vi. Chị Vi ơi, tại hôm qua cô giáo nói là em còn phải học thêm toán bổ sung nâng cao á, mà tiền thì dưới quê thì chưa có gửi lên được. Em thì không dám làm phiền chú Tùng, em sợ chú Tùng la. Trời đất ơi, con bé này có gì phải nói chú Tùng chứ? Thiếu tiền không? Thiếu nhiêu? À, dạ nhiều lắm. Nè nè khoan, chị đưa đỡ này đi, thiếu đủ gì nói chị đưa thêm, hiểu dạ, không? Dạ em cảm ơn chị. Ừ chị đi. Chị. Hình như bà chưa đóng tiền quỹ lớp mà. Ê chết rồi, chưa đóng tiền quỹ lớp nữa. Ê, hay là bà cho tôi mượn đỡ thôi nha, chứ mai mà tôi không có tiền đóng chắc chuyển trường luôn á. Ủa đây nè, ủa bé, chú Tùng không có cho tiền em đóng hả? Dạ không, tại em sợ phiền chú Tùng lắm. Sao kỳ vậy ta, chú Tùng kỳ. Chờ chút, chị gọi điện thoại cho chú Tùng. Ra chị hả chị, không cho em mượn thì thôi, chứ chị đừng làm phiền chú Tùng, em không muốn làm phiền chú Tùng. Trời ơi, thiệt tình á, bây giờ thiếu tiền phải không? Dạ. Thôi để chị cho nha. Nè, uống miếng đi làm tiếp. Có phát hiện ra mình sai cái gì chưa? Hả? À. Hả? Không thấy hai các bạn dễ sai nhau vậy hả? Ờ. Cái sai số nó như vậy mà nhìn không thấy hay sao? À. Đi vô đây. Đi vô đây. Ủa chú Đức. Ừ? Cái gì? Chú bác gì ở đây? Tôi không có bà con dòng họ với mấy người. Vi. Dạ. Theo ba đi về. Ủa chú Đức à, có chuyện gì chú? Khỏi có chuyện gì hả? Con cháu của mấy người mà mấy người không biết hả? Trời đất ơi, mới có bay lớn hả? Có chút biếu vậy hả? Mà dám bàn mưu tính kế để bòn rút tiền của con gái tôi. Cũng may là tôi nghe được cái tin này ở bên quán của bà nụ. Không thôi à, tôi không ngăn chặn kịp thời thì nó bòn rút tính đó bao giờ nữa. Ủa chú nói gì con không hiểu gì luôn á chú. Không hiểu hả? Là sao ba? Sao? Bòn rút tiền là sao chú? Ba, sao con bé nói với con là mượn tiền con đóng tiền học mà. Ủa? Con nói gì? Tiền học gì? Tiền học tháng này chú đưa cho con rồi mà. Đó ha. Loài mặt chuột rồi phải không? Con thấy chưa? Dễ sợ chưa? Bây giờ đi về. Theo ba đi về, không có giao du với cái gia đình này nữa. Chú ơi chú, có chuyện gì mình sẽ từ từ giải quyết, chứ đâu có cần phải nói nhau nặng lời vậy chú. Nói nhau nặng lời cái gì? Cũng may là tôi phát hiện sớm đó nghe. Sẵn đây tôi nói hoạch tẹt, tôi nói rõ ràng với cậu luôn nè nghe. Cậu đó, gia đình của cậu á, chính là cái gánh nặng của con gái tôi. Tôi thấy rõ ràng cái điều này rồi. Cũng may à, bây giờ nó chưa có về đây ở ha. Mai mốt nó về đây ở rồi sao nữa? Ai mà chịu nổi? Một thân một mình nó làm sao chịu nổi? Con hứa với chú, con sẽ là người gánh vác cái gia đình này. Ôi trời ơi. Còn Thi nữa, tại sao vậy? Dạ. Con lấy tiền làm cái gì? Tại vì trong lớp con bạn nào cũng có phấn son á, mà con thì không có. Hay quá hà, mới có bày lớn, bày đặt son, bày đặt phấn. Thi, tổng cộng là con mượn chị Vi bao nhiêu tiền? Dạ khoảng 2 triệu. 2 triệu, thấy chưa? 2 triệu, đâu phải chuyện chơi. Đây, anh trả lại cho em 2 triệu. Cầm đi. Ủa đơn giản vậy thôi đó hả? Dạ xong rồi. Ủa đâu dễ dàng vậy được hả? Hay là chú muốn con Vi lấy lời con? Không có lấy lời gì hết. Tôi thấy rõ ràng rồi. Cũng may là tôi phát hiện kịp thời. Không thôi á, thì gia đình của mấy người bòn rút tiền của con gái tôi đến chừng nào nữa.
Vy, không có nói nhiều, đi về. Ba nói đi về. Đức ơi, con xin lỗi ông, tại cái này là lỗi do con. Ông đừng có la chú Tùng nữa. Nhưng mà với lại trong lớp con á, bạn bè ai cũng có mỹ phẩm hết á. Con thôi chị hiểu rồi, chị không có giận em đâu, nhưng mà chị dặn nè, em muốn xài mỹ phẩm gì phải hỏi chị, em còn nhỏ xài bậy bạ là hư da hết, hiểu không? Thì mỹ phẩm không giúp con đẹp hơn, hành tích học tập mới giúp con đẹp hơn, con hiểu chưa? Còn nhỏ còn đi học có lo mỹ phẩm gì, từ nay về sau không được nghĩ tới chuyện mỹ phẩm nữa, nghe chưa? Dạ con hiểu rồi. Mới bị lớn trét son trét phấn. Dạ thưa chú Đức, Thi nó là cháu của con, nó sai con đại diện con xin lỗi chú. Vừa phải thôi, học cũng lo học. Rồi giờ xin lỗi là coi như quệ hả? Trời ơi, chứ ba muốn làm sao nữa? Bỏ qua. Qua cái gì mà bỏ qua? Vậy giờ làm sao chú? Vừa phải thôi, lo học lo học, lo son lo phấn. Tôi nói thiệt chứ giờ tôi muốn muốn gì? Tôi đi về. Cho anh xin lỗi nha. Em xin lỗi chị. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. You're beautiful, you're beautiful, it's true. Trời, cái cô nó đẹp quá à ba ơi. Ba coi cô đó đi. Đúng rồi đó ba. Trời ơi, sao gan quá vậy? Người ta đẹp rồi, người ta là hoa hậu đó. Bộ muốn kêu tôi cưới là cưới, biết người ta có chịu tôi không? Ba từng đừng có cưới cái cô đó. Ba từng cưới mẹ lên của con đi. Con ăn thanh long đi con. Con ăn thanh long đi. Ước gì mình có người chị làm hoa hậu, chắc lúc đó thích lắm ha. Sao chị không ước cái người em là hoa hậu? Nhưng mà em của chị là con trai mà. Em nè. Trời ơi, trời ơi, lụng tèm mà mày đặt làm hoa hậu. Bây giờ em lùn nhưng mai mốt em cao cho mấy anh chị lé mắt luôn. Thôi rồi, ăn thanh long đi con ơi. Lo sao á cô ơi. Hay quá mà, trời ơi, lùn mốt cao cho lé mắt luôn. Tao ăn thanh long mà để cái hồn dính vào mặt quá trời vậy. Ê, cậu ăn mà không có giỡn với em vậy. Nói chung á là nhà mình không ai đủ tiêu chuẩn để làm hoa hậu hết. Chính xác. Trời ơi, tại sao lại không có ai đủ tiêu chuẩn? Hoa hậu ngay trước mắt rồi. Dạ. Chị cũng biết cưng chứ ai. Thôi, đừng như vậy, để ba khuyên chị cũng tụi con nào. Đừng cố quá nha con. Chú này kỳ quá à. Đáng lẽ ra định không nói rồi, nhưng mà con nói luôn, con đăng ký đi thi hoa khôi của nhà trường rồi đó. Quên. Chị đi thi chui hả chị? Chị, bạn bè thầy cô giáo không ai cản chị luôn hả? Hai cái đứa này. Chị ơi, chị đăng ký cho em đi với nha. Trời ơi, người ta đi thi mà cũng đi thi ké nữa. Coi kìa, ai đi thi hoa hậu mà hai cái mục giống như là hai cái mục rùi vậy? Thôi không có giỡn với em vậy mà. Nè, suy nghĩ kỹ chưa mà đòi đi thi? Có biết là tiêu chuẩn của một hoa khôi thanh lịch nhà trường là như thế nào không? Dạ biết chứ. Nói nghe coi. Để con nhớ. Đầu tiên là người đó phải đẹp. Đúng. Phải cao. Đúng. Không những thế, còn phải dịu dàng. Ôi trời. Đúng là chị thuê giớt điếc không sợ súng. Cái con nhỏ này. Thôi mà, em mới giỡn mà. Mà không được giỡn với lại chị vậy nghe chưa? Dạ. Nè, thi thì ai cũng có quyền thi hết. Nhưng mà nếu mà rớt á, là không có buồn rồi nha. Con tự tin, con quyết định rồi, con không có buồn. Qua, được, làm gì làm cũng phải có lòng tự tin. Nếu mà con đã tự tin đi thi á, thì chú sẽ dẫn nguyên gia đình đi ủng hộ con. Đó, dầu gì thì rớt vòng sơ loại thì cũng cần người an ủi, và rớt vòng sơ loại thì cũng không ai nhớ mặt, đúng không tụi con? Dạ. Ý chú là sao? Thì con... chú nghĩ là con sẽ vòng sơ loại. Con tự tin, con nghĩ là 90% con đạt giải nhất. Trời, 90% đạt giải nhất. 90% dữ vậy luôn á chị. Trời ơi trời, chị rất chắc kìa, nghe chưa? Chưa đi thi mà ai cũng trù con rớt hết vậy. Vậy bây giờ cá đi. Bây giờ nếu như mà chị lọt vô top 3 thì mấy đứa tính vậy?
Nếu như mà con thắng thì con muốn gì cũng được, nhưng lỡ con thua thì sao nè? À, thì sao nè? Thì sao? Nếu như mà chị thua thì chị sẽ Sẽ gì? Không thi cũng thi nào nữa. Wow, quỳ vốn, quỳ vốn. Vậy chứ bây giờ cả nhà muốn gì? Em muốn chị mua đồ chơi cho em. Em muốn chị mua gói bông cho em. Em muốn chị mua kệ cho em. Vậy chú muốn cái gì? Chú muốn con lau nhà rửa chén trong vòng một tháng. Được, con đồng ý. Vậy nếu như mà con đậu thì con sẽ không phải làm việc nhà. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 4 người, 8 con mắt. Thì chống mắt lên xem chị sẽ nằm trong top 3 của Hoa Khôi nhà trường. Tại sao vậy? Tại sao lại có hai con dê vậy? Trời ơi, tại sao nó không bay đi mất đi? Thận mày. Bình tĩnh nào. Anh Hường quá. Anh ơi. Dạ, chị kêu em. Ra đây. Nhanh lên, ngồi xuống. Dạ. Ăn phụ chị đi, chị ăn không nổi nữa rồi. Nhưng mà em mới ăn cơm xong mà. Ăn đi, trời ơi. Thôi, sao chị không ăn? Anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi. Ủa, chào hai đứa. Dạ, anh chào cô. Có ba Tùng ở nhà không con? Dạ không, ba Tùng đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài rồi hả? Dạ. Ê cha. Ủa, rồi hai đứa có biết ba Tùng đi đâu không? Mấy giờ về? Mà lúc ra đường là đi với ai? Rồi có nói là đi tới nửa đâu không? Hay là có nhớ cái gì không? Con nói cô đi. Ý là cô biết cô đi tìm, cô đang có chuyện rất là gấp để gặp ba Tùng, hiểu không? Trời ơi, cô ơi, đã nói là đi ra ngoài gì đi ra ngoài rồi. Cô hỏi nhiều quá, sao tụi con biết được? Nhỏ nè. Cái gì? Làm gì đầu quạo? Trời ơi, không có nói chuyện với người lớn kiểu đó nha. Đánh đòn à. Dạ, con xin lỗi cô. Tại con đang bực mà cô. Ai làm gì bà bực? Nói nghe coi. Cô Linh. À, sao con thấy dáng cô vừa đẹp nè, mà da cô cũng đẹp nữa. Cô chỉ bí quyết cho con. Bà cũng bà. Mới khó chịu với tôi xong bây giờ qua hỏi bí kíp là bà để làm cái gì? À dạ, tại con chuẩn bị đi thi Hoa Khôi của nhà trường. Dạ đúng rồi đó cô. Cái gì? Con đi thi Hoa Khôi? Cô Linh xin lỗi. Chứ cái này là cô Linh nói thật lòng nha, nha Thi nha. Con mà đi thi thì rớt chắc thiệt. Đúng luôn rồi đó cô, con không nghĩ chị thi rớt á. Cô kỳ quá à. Hồi nãy định nói tốt với chú Tùng, giờ không thèm luôn. À, thôi được rồi chị ơi, tôi hiểu rồi. Thôi được rồi. Như thế này, nếu mà con muốn cô Linh giúp đỡ cho con á thì cô Linh sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì cô? Con phải nói tốt cô Linh với chú Tùng. Ok. Yeah. Đã một khi vào lò rèn chân dài của cô Linh rồi thì giải Tân Hoa Khôi của trường chắc chắn sẽ thuộc về mình. Chính xác. Yeah. Khi mà cô Linh đã ra tay thì chắc chắn con sẽ trở thành Tân Hoa Khôi. Đúng vậy. Cái gì vậy bà? Hoa Khôi đứng kỳ vậy? Phèn quá. Lại coi. 2, 3. Hề. Quan trọng là thần thái. Đúng là bó tay mà. Năm 6. Hey. 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 8, 10, 1, 2, 2, 3, 4. À. Mệt quá. 65. Hey. Thì nhiều cái cô mới được nghỉ hả con? Cô tổng cộng là phải được 500 cái. Mày hey. Có điên không con? Mày nghĩ sao nhảy dây mà mày nhảy bắt nhảy 500 cái? Nhảy 100 cái ngưng. 6, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì ơi, cô đói quá Thì ơi. Mệt quá con ơi, cô không còn sức lực nữa. Cô mệt quá. Cô mệt quá con ơi. Chịu hết nổi rồi. Mệt quá. Cô ăn đi. Cô
có độc đó. Xong rồi Candy với Winner như thế nào thì con không biết đâu ạ nha. Lười Thi, con khùng hả? Nghĩ sao đồ ăn thức uống mà con bỏ độc vô Thi? Làm vậy mình mới có động lực để mình không có ăn, mình không có uống, mình không có tăng calo cô. Con này nó điên rồi. Trời ơi. Trời ơi, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh như thế này? Bây giờ mày muốn cái gì mày nói để mình tập nhẹ xong rồi con ha. Hay là bây giờ để con chạy lên lầu, con kiếm cục hai cục tạ 10 kg, xong con xuống đây hai cô cháu mình cầm nhảy 100 cái rồi con cháu cũng về. Mày điên rồi. Mày làm tao phát điên. Phát điên. Trời ơi là trời, mày nghĩ sao vậy? Nè, thiệt luôn á, thiệt luôn á, tao hết sức chịu đựng đến mày rồi Thi ơi. Hai đứa kia là trên trời nó xuống, bây giờ mày cũng y chang. Mày nghĩ làm sao? Mày nghĩ mày tập cho chết hả? Không, 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 không. Cô không thể nào chết được, cô không thể nào chết được, cô không thể nào chết được. Cô phải ăn, cô phải uống, cô phải sống. Con trời đọc, ơi, con đâu, con đọc. Không phải là Hoa Khôi, cô không thiếu Hoa Khôi. Mày Thi gì kể mày đi, tao đi về, mệt quá rồi. Có đọc, có đọc. Cô không tập thì con tập. Cái dây quỷ này. Bye ba. Hả? Con sắp tới ngày chị Thi Hoa Khôi rồi đó. Thì sao nè? Con nôn quá. Tự nhiên ta đi thi mình nôn. Dạ, tại con muốn ngắm người đẹp. Wow, đàn ông phải thế. Dạ. Bye ba, con thấy dạo này chị Thi cố gắng dữ lắm á. Có khi nào mình thua không ba? Thua mình phải vui. Tại vì trong gia đình của mình ít ra cũng có một Hoa Khôi thanh lịch. Đó, đúng rồi á. Ủa, Thi đâu rồi ta? Thi ơi, Hoa Khôi thanh lịch ơi. Lên lầu nào. Dạ. Ủa? Ơi, chị Thi. Thi. Chị 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 Thi. Ba ơi, có khi nào chị chết không? Có chứ. Con nói gì vậy? Người ta xỉu thôi mà. Nói tầm bậy tầm bạ không. Nè, tỉnh rồi kìa. Ơi, chị Thi. Chị Thi tỉnh rồi kìa. Chị Thi. Thấy trong người mình sao con? Thầy ơi, dạ nhất rồi đúng không thầy? Ủa thầy nào vậy? Chú Tùng nè con, chú Tùng nè. Bác sĩ nói con do nhịn ăn nhiều quá con bị hạ đường huyết, con mới xỉu đó. Tại sao vậy? Hả? Ngày mai khi qua khôi, thầy giảm cân. Trời ơi, tại sao lại lén chú nhịn ăn con giảm cân như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Con giảm cân, con phải giảm cân khoa học. Con lén chú, con nhịn ăn như vậy, rồi lỡ con có chuyện gì, làm sao chú nói chuyện với ba má con đây? Cái gì vậy? Thầy ơi, đây là chú Tùng nè, chứ thầy đâu mà thầy. Chú Ủa? Tùng nè. Ba ơi, chị Thi cứ gọi ai là thầy vậy ba? Đúng rồi đó ba. Thầy chị Thi nhìn lộn, ba là thầy hiệu trưởng. Chắc chắc tại nhìn ba có cái mái tóc giống thầy hiệu trưởng quá. Chắc bây giờ chị Thi bị bệnh nặng lắm rồi đó ba. Không có phải bệnh nặng mà tại vì chị Thi nhịn ăn nhiều quá cho nên chị Thi bị suy nhược cơ thể. Chị Thi muốn khỏe đó nha, là phải tập thể dục đàng hoàng, phải có chế độ dinh dưỡng đàng hoàng thì mới giảm cân hợp lý. Chứ còn mà nhịn ăn chỗ này là nguy hiểm tới sức khỏe của con. Nhưng mà thầy ơi, ngày mai Thi qua khôi rồi mà không giảm cân. Không phải là thầy, đây là chú Tùng này, nhìn kỹ đi chú Tùng nè. Chú Tùng. Ngày mai đi thi, thí dụ bây giờ ngày mai Thi không được thì khi nào mình khỏe mình thi. Đợt này không được, đợt sau thi. Mình cứ kiên trì thì chắc chắn mình sẽ đoạt giải. Không được. Không được là sao? Phải cố gắng chứ con. Nè bây giờ vậy nè, chú sẽ đăng ký cho con một cái lớp tập gym nha, cộng thêm một cái lớp dinh dưỡng nữa, chắc chắn con sẽ thành công. Vậy là thua hả? Vậy là phải lau nhà rồi rửa chén hả? Không, chị Thi, chị không cần phải rửa chén đâu, để em làm cho. Em cũng vậy nữa. Nhiệm vụ của con bây giờ phải bồi bổ cơ thể của mình. Hai con hãy vào trong bếp sửa soạn một bữa ăn thật là nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cho chị Thi nào. Dạ. Con cảm ơn thầy. Trời ơi, thầy đâu nữa mà thầy. Thôi nằm nghỉ đi. Ây chà.